có sàn càng. Rồi cho anh em đã quay lại kênh ha, lâu lâu bán xả con này giờ cho anh em vui chơi ha anh em. Đó, con 2 tấn sàn càng. Đó. Toyota nha anh em ơi, giá hơn 70 triệu xíu thôi. Cặp bánh là hết hồn không? Khá đẹp luôn nha. Chạy thì thầm. Đó. Chạy tới chạy lui, nâng tới nâng lui chạy quất cái con nào nâng nâng con nào lên cái luôn ơi. Nâng con nào lên luôn. Nè. Cái con này dành cho anh em nào mà xài đồ nặng nè, thứ nhất là có sàn và xài ít. Ok mua con này. Đó. Giá nó rẻ, nâng được mạnh máy xăng nha anh em. Chắc là ok luôn, ngon lành cành đào. Nâng thử con đó cho anh em ha. Hạ xuống ngóc lên. Đó. Xích vô nữa, nhộng đít rồi. Nhộng đít rồi anh em. Máy là chạy là không có khói bụi hết. Xích vô xíu nữa. Rồi hết rồi. Lên luôn. Lên đó nha nè. Nhắm đích, nhắm đích. Được. Rồi xuống đây dứt con này nè. Con này có kẹp này không biết nổi không nữa. Nhắm đích nha anh em. Ben biết còn ok ngon lành. Đó. Thì hôm nay thực tế mình lên để mình chở mấy cái quạt này về quay bán cho anh em nè. Nhưng mà lấy con này ra nâng. Nhưng mà thôi quay bán luôn. Hàng là bao anh em là hàng bãi về ha. Chưa qua sử dụng sửa chữa ở Việt Nam nha anh em. Đó, bữa giờ để đây chưa có vệ sinh chưa gì hết nè. Con này là 2 tấn, khung cao là 3 mét ha, có sàn lam. Đó, giá vài chục triệu ha. Vài chục triệu. Nha anh em. Rồi cái bộ càng này nặng quá. Nhộng đít. Ha. Lên đó nè. Ha, đó. Nhộng cái đít ha. Con này. Con này khá nặng anh em ơi. Cái bộ kẹt này nặng lắm anh em. Con này 2 tấn 3, 2 tấn 4 vậy đó, 2 tấn 3, 2 tấn 4 cái cột kẹp này thêm mấy trăm ký nữa. Ha. Cột kẹp này mấy trăm ký nữa là nó ra khoảng hơn 2 tấn rưỡi anh em. Ha, hơn 2 tấn rưỡi. Đó. Nâng lên ok ngon lành nha anh em. Rồi quay ra quay cái máy cho anh em cái nữa ơi. Toyota. Máy móc là ok, là bao anh em là nguyên zin. Con này thì đời hơi sâu thôi. Đó. Máy chạy thì thầm. Đồng nhất nhau hay nè. Máy ok chạy đi trung. Đó. Ngon lành cành đào. Ha, ba ti nè. À, lên nè, ngã đổ nè, sàn càng nè. Đó. Đồng hồ giờ. Hồ nước các kiểu ha. Nói chung là con này có đăng kiểm luôn. Chơi mới độc à, hàng này con này có đăng kiểm nha anh em. Con lành cành đào. Giá vài chục triệu thôi, anh nào cần thì cứ tới em ha. Rồi ok vô việc chính đi. Nay là chủ yếu là em lên đây em chở mấy cái quạt về anh em. Quạt thì đóng quạt này. Chứ con này chở chắc chở con này chứ chở cái đóng này. Bạn kiếm cái cọng dây Google cái mới được. Chủ yếu chở cái đóng quạt này về quay bán cho anh em nè. Bữa giờ hồi trong năm em mua và em để đây nè. Quạt này quá trời to luôn, 5 ngựa. Cánh rất là to luôn nha. Đó. Rồi thì anh em cập nhật cái quạt này ở video sau của em nha. Rồi ok, chủ yếu nay bán con này nha anh em. Giá 2 tấn vài chục triệu. Ha. Nào cần tới em.